Cầu nguyện trong thời gian đại dịch COVID-19, lời cầu nguyện do ý của Đức Thánh Cha Francisco soạn. Kính lạy mẹ Maria, mẹ đã liên tục tỏa sáng trên hành trình của đời sống chúng con, như một dấu hiệu của sự cứu rỗi và hy vọng. Chúng con phó thác linh hồn và thể xác chúng con và sức khỏe của những bệnh nhân trong tay mẹ. Xin cho chúng con được cùng mẹ nương náu dưới chân thập tự giá và được thông phần sự đau khổ của chúng con với sự đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá và hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng của Chúa qua mọi biến cố trong cuộc đời chúng con. Kính lạy mẹ Maria hằng cứu giúp, người luôn bảo vệ loài người. Mẹ là người biết nhu cầu của chúng con và chúng con biết rằng mẹ sẽ khẩn cầu cùng Chúa cho chúng con. Giống như khi xưa tại tiệc cưới Cana ở Galilee, xin mẹ mang lại niềm vui và sự vinh hiển có thể trở lại sau thời gian thử thách lớn lao này. Xin người mẹ của tình yêu thiêng liêng hãy giúp chúng con để phù hợp với ý muốn của Chúa Cha và thực hiện những gì Chúa Giêsu đã nói với chúng con. Chúa Giêsu đã tự gánh lấy đau khổ của chúng con và gánh nặng tội lỗi của chúng con để đưa chúng con qua thập tự giá đến niềm vui của sự phục sinh. Xin thương xót chúng con. Amen. Chúng con hân hoan tín thác trông cậy vào sự bảo vệ của mẹ, lại Thánh Mẫu Thiên Chúa, lại Đức Nữ Trinh Vinh Hiển Diễm Phúc của chúng con. Xin đừng chối bỏ những lời thỉnh cầu khẩn thiết của chúng con và ban cho chúng con luôn luôn vượt khỏi mọi nguy hiểm. Amen. Con dâng mẹ cả bản thân, gia đình con, xứ sở Việt Nam con và toàn thế giới. Xin mẹ hãy giữ gìn chúng con trong cơn đại dịch này. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp chúng con. Amen.